Chào các bác, thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái phần nữa. Ở đây là một cái kích rễ. Kích rễ đây là loại cực kỳ mạnh. Đây các bác có thể nhìn nha. Đây là kích rễ N3M nhưng mà hiệu Pro. Nghĩa là cái dòng này dòng thuốc kích rễ mình cứ dễ phân biệt ý. Nó có hai dòng, một dòng là nó màu hồng, còn đây là nó màu đen. Thì về cái dung tích thì cả hai loại đều là 100ml, nhưng mà loại này nó sẽ mạnh hơn, công dụng tốt hơn nữa, dòng này nó sẽ đắt hơn một chút. Thì em sẽ vì là ở đây là vừa rồi em cũng đã giới thiệu ba một cái video là xử lý cái cây yếu thì cháy này này, thì vì đây là mùa xuân nên là em không cần phải che gì nữa cả, nó cũng không nóng cây lắm nữa, thì mình sẽ kết hợp là truyền dịch cho cây này, cho các bạn nhìn. Dịch cây này cung cấp chất dinh dưỡng rồi đấy, và chất kích rễ kích mầm. Rồi tiếp theo đó là đây là sẽ dùng thêm kích rễ ở ngoài, đây là hàng Việt Nam thôi, thì lúc tới em cũng sẽ nhập thêm cả những cái dòng kích rễ siêu mạnh của hàng Đài Loan nữa, nó sẽ cùng với cả những dòng này. Thì về cách sử dụng ấy, như đây các bác có thể nhìn này, công dụng là kích ra rễ cực mạnh, dâm cành này và 20ml, 1 lít nước sạch này, súng cho cành nhập vào nước này. Đây thì nghĩa là tất cả các thứ này đều đã có hướng dẫn đầy đủ, chiết cành này, tưới gốc này, phun lên lá này, đấy, ngâm hạt giống này, đấy thì đấy đều là có công dụng của nó. Thì hôm nay ở đây là em sẽ tưới vào gốc và anh nhá, tưới cây này để nó mình vừa ở đây là mình vừa dùng cái kích rễ này, kích rễ cực mạnh ở đây rồi, nhưng mà mình sẽ tưới thêm ở trên đất này nữa, thì cái phần rễ nào nó ra mới nó gặp những cái này nó càng phát triển tốt nữa. Thì ở đây thì đây các bác nhớ nha, tưới gốc này 20ml trên 10 lít nước, thì ở đây ok em đã chuẩn bị cho các bạn 10 lít nước này, 20ml này, này. Đây cốc này sẽ 20 nha. Đây em để đây. Em sẽ tháo ra. Đổ đủ 20ml nha. Vì sao đó em bảo là màu hồng, màu đen. Thì đây nó là màu đen. Đấy. Ok. Thì mình cứ khoảng 3 đến 5 hôm thì mình sẽ tưới lại một lần. Và cũng pha theo tỉ lệ này. Đây. Đấy nha. Các nhìn nha. 20 này. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Em sẽ kiếm thì một cái gậy. Chứ đơn giản thôi, không có cái gì đâu mà. Nếu ta hiểu về cây một chút thì mình có sử dụng đúng những cái chủng loại thuốc mà đã có thì sẽ tốt cho cây. Rồi khuấy rồi. Đeo vào nha các bác nha. Để cái này ra. Rồi các bác nên là phải dùng những cái thể loại như này nhá, thì nó sẽ rất tốt cho cây. Này là cây sẽ mọc phát triển khỏe ngay, cắt ngay lập tức. Này thì sau một thời gian rất là ngắn là các bạn đã nhìn thấy sự biến chuyển, kể cả là vì nó là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây này rất là tốt này, và mình vừa là giúp hỗ trợ cái phần rễ này nó phát triển rất tốt ở dưới rồi. Thì sau một thời gian em sẽ làm một video để quay lại cho các bác xem cây đã phát triển như thế này. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.